clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Xanh SM viết lại tiêu chuẩn thị trường bằng cam kết năm xanh tốt. Đưa ra những cam kết mới về chất lượng dịch vụ, Xanh SM tiếp tục nỗ lực mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực giao thông bền vững tại Việt Nam. Cam kết mạnh mẽ từ Xanh SM, cứ xanh là tốt. Kể từ khi chào sân vào giữa tháng 4 năm 2023, chất lượng dịch vụ của Xanh SM luôn được đánh giá là mang đến trải nghiệm khác biệt so với phần còn lại của thị trường. Gần đây, hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua cam kết năm xanh tốt. Với cam kết này, Xanh SM sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ di chuyển thuần điện toàn diện, không chỉ tốt từ trải nghiệm mà còn góp phần tích cực bảo vệ môi trường. Theo đó, năm xanh tốt là bản cụ thể hóa những giá trị cốt lõi Xanh SM đã theo đuổi từ những ngày đầu. Cụ thể, trải nghiệm tốt, dịch vụ tối ưu, đảm bảo sự thoải mái, tiện lợi và đáng tin cậy trên mọi hành trình. Tài xế tốt, phục vụ khách hàng với sự tận tâm, thái độ chuyên nghiệp, am hiểu địa phương. Xe tốt, lấy cốt lõi là hệ thống xe điện VinFast hiện đại, đảm bảo hành trình an toàn, tiện nghi, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển. Giá tốt, mức giá hợp lý, tạo điều kiện cho mọi người dân trải nghiệm giao thông xanh. Và bảo vệ môi trường, cam kết góp phần giảm phát thải khí CO2, xây dựng môi trường sống trong lành và bền vững cho cộng đồng. Cam kết phản ánh đúng 5 điểm chạm cảm xúc mà hãng muốn khách hàng cảm nhận được trên từng chuyến xe xanh. Thân thiện, tin cậy, tinh tế, tận hưởng và tích cực. Khách hàng đều đánh giá rất cao sự niềm nở, thân thiện, lịch thiệp trong giao tiếp của tài xế Xanh SM. Đồng thời ghi nhận không gian xe luôn sạch sẽ, trong lành, rộng rãi và tiện nghi vượt trội so với taxi truyền thống. Nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá, những cam kết này không chỉ thể hiện sự trân trọng khách hàng của hãng, mà qua đó còn góp phần thiết lập nên một tiêu chuẩn mới cho dịch vụ di chuyển xanh bằng xe điện, đồng thời tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong xu hướng giao thông xanh tại Việt Nam. Trải nghiệm tốt, giá luôn tốt, chọn xe xanh. Đối với người tiêu dùng ngày nay, giá cả không phải là yếu tố được quan tâm hàng đầu, mà là trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ mang lại. Đây là một điểm sáng đặc biệt của Xanh SM. Ông Phạm Tuấn Kiệt, chuyên gia giao thông, người có nhiều năm theo dõi thị trường gọi xe nhận định. Theo đánh giá về thị trường của Modal Intelligence, Xanh SM là hãng được đánh giá tốt nhất về chất lượng dịch vụ, độ phủ, quy mô đội xe và sự hài lòng của khách hàng so với các đối thủ taxi truyền thống và taxi công nghệ. Bên cạnh độ phủ lớn gần như trên toàn quốc, với mạng lưới hơn 80.000 ô tô điện, xe máy điện, hãng cũng đặt mục tiêu thời gian chờ đón tối đa 7 phút cho dịch vụ taxi điện và 5 phút cho dịch vụ xe máy điện, nhằm cải thiện trải nghiệm và đem đến sự hài lòng nhất cho khách hàng. Song song với đó, chiến lược giá cước của Xanh SM luôn cạnh tranh với đối thủ cùng phân khúc. Nhờ vậy mà nhiều khách hàng có thể dễ dàng gọi xe, trải nghiệm xe điện chất lượng vượt trội với mức giá phù hợp. Xe rất sạch, rộng rãi, chạy êm, không tiếng ồn động cơ và không hề có mùi xăng dầu. Giá của Xanh cũng luôn tốt, kèm nhiều chương trình ưu đãi. Từ khi có Xanh SM, tôi không còn sợ say xe mỗi khi đi taxi nữa. Chị Quỳnh Nga đang sống tại quận Long Biên, Hà Nội, nói về trải nghiệm hoàn toàn khác biệt khi sử dụng Xanh SM. Đặc biệt, một trong những lợi thế độc tôn của Xanh SM mà các đối thủ xe sang không thể có được, đó là yếu tố xanh, thân thiện với môi trường. Trên thực tế, tiêu dùng xanh là một trong những yếu tố then chốt hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Các sản phẩm xanh và dịch vụ xanh dần trở thành tiêu chuẩn cho sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao và người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho việc tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ này. Chị Hồng An, Thanh Xuân, Hà Nội khẳng định, taxi điện là lựa chọn đương nhiên của chị, bởi xe không chỉ hiện đại hơn, mới hơn, rộng rãi hơn mà mức chi phí cũng tốt hơn các hãng khác cho cùng một quãng đường, cùng một chuyến đi. Xe không thải ra khói bụi gây ô nhiễm môi trường, và khi ra khỏi xe lấy đồ sau cốp cũng không khó chịu mùi xăng dầu. Đó là lý do đến nay Xanh SM là lựa chọn di chuyển duy nhất của cả gia đình chị. Bên cạnh yếu tố như chất lượng xe, giá và môi trường, những trải nghiệm năm sao của người dùng với Xanh SM còn đến từ yếu tố con người. Chị An đánh giá cao đội ngũ tài xế của Xanh SM về sự chuyên nghiệp, thân thiện và tận tâm. Không chỉ được đào tạo bài bản về kỹ năng lái xe và quy trình dịch vụ, các bác tài của hãng xe Xanh Lục Lam còn luôn duy trì tinh thần kỷ luật cao, từ việc gìn giữ trang phục sạch sẽ đến giao tiếp văn minh với khách hàng.
Tài xế xanh SM lúc nào cũng lịch sự, chào hỏi thân thiện và rất chu đáo. Lần đầu đi taxi được quan tâm thế. Xe vừa đến là tài xế nhanh nhẹn xuống giúp bê hành lý. Khách vừa lên xe là hỏi thăm nhiệt độ trong xe có phù hợp không để còn điều chỉnh, chị Hồng An chia sẻ. Với lợi thế là nền tảng gọi xe thuần điện đầu tiên tại Việt Nam, cùng những chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ, Xanh SM hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, mang đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khách hàng trên mọi hành trình. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.